Idol top top đạp villa vượt 5.000 km gặp bạn gái Indonesia. Khi yêu khoảng cách xa mấy cũng hóa gần, fan đồng loạt xin vía. Đang đi đón Vi nhưng mà Vi xuống máy bay rồi nhưng mà mãi chưa thấy ra. Em đang hồi hộp không biết là Vi ở ngoài sẽ như thế nào. Em anh đã cố gắng, em đâu biết được. Đạp villa là một YouTuber, TikToker khá nổi tiếng trên mạng xã hội, sở hữu ngoại hình điển trai, phong cách ăn mặc trẻ trung. Nam TikToker còn được nhận xét là người có tính cách vui vẻ và hòa đồng. Trong nhóm bạn, Đạt là người luôn khuấy động không gian, mang đến tiếng cười cho mọi người. Anh chàng này từng khiến cộng đồng mạng xôn xao khi vượt gần 5.000 km, chính thức đáp máy bay xuống Indonesia để gặp cô bạn gái Vihia sau nhiều ngày tháng yêu xa. Hành động của đạp villa nhận được lời khen nức nở từ dân tình. Nhiều người cho rằng điều đó còn lãng mạn hơn cả phim Hàn Quốc. Sau khi những hình ảnh đầu tiên về cuộc gặp của đôi trai tài ghé sắc này được chính chủ chia sẻ lên mạng xã hội, fan của cặp đôi đã ngay lập tức gửi những lời chúc tốt đẹp đến cho cả hai. Nhiều lời khen có cánh cũng được dùng để nhận xét về đôi bạn trẻ. Cặp đôi này hạnh phúc quá, không giống như tôi lúc trước yêu nhầm thằng nào ông qua mạng. Cặp đôi cho mình thấy cẩu lương ăn mãi không bao giờ chán. Bên cạnh đó cũng có rất nhiều người hài hước góp vui. Không biết đã có học tiếng Indo chưa? Chứ Vithia chắc chưa biết nói tiếng Việt. Tuy nhiên đã có một cộng đồng mạng lên tiếng bác bỏ nỗi lo bất đồng ngôn ngữ mà khó nói chuyện của nhiều người. Bà nói tiếng Việt trên live như bán rap mà lại bảo chưa biết nói tiếng Việc. Được biết, cặp đôi quen biết nhau từ tháng 8 năm 2021. Trong một lần livestream tình cờ cùng nhau, cặp đôi đã trở nên thân thiết hơn mức bình thường. Sau đó, mỗi clip mà Đạt Villa đăng tải cùng Vithia trên TikTok thường thu về hàng trăm đến chục nghìn lượt xem. Thế rồi, đôi nam nữ ngày ngày được cư dân mạng đẩy thuyền cực mạnh. Và sự thật là họ đã trở thành một đôi. Ngoài ra, quản lý của Đạt cũng cho biết Vithia có thể nói được một số câu tiếng Việt cơ bản. Còn Đạt thì mới chỉ biết nói vài từ Indo mà thôi. Nhưng với tình yêu của đôi bạn trẻ thì có lẽ rào cản ngôn ngữ cũng không phải là vấn đề quá lớn. Lần gặp gỡ chính thức đầu tiên của đôi bạn trẻ sẽ là cột mốc quan trọng để giúp cả hai hiểu nhau nhiều hơn sau thời gian yêu xa. Chắc chắn họ sẽ có những kỷ niệm đẹp trong khoảng thời gian này. Mặc dù đã có lần Đạt Villa chia sẻ trên trang cá nhân của mình rằng Vithia và anh chỉ có thể dừng lại mối quan hệ bạn bè và anh em vì khoảng cách địa lý và nhiều lý do khác hai người không thể tiến xa hơn. Ấy vậy mà cái duyên cái số nó cứ vồ lấy nhau. Từng có khoảng thời gian trên TikTok loạt hashtag về cặp đôi được đăng thành xu hướng. Bản thân Vithia là một TikToker khá nổi tiếng trên nhiều nền tảng mạng xã hội Indonesia. Ngoài livestream trên TikTok, hàng ngày cô gái trẻ còn phụ trách giúp mẹ những công việc kinh doanh của gia đình. Trước lần gặp nhau chính thức này, cặp đôi đã rất hạnh phúc và thường xuyên chia sẻ live trên TikTok để trò chuyện với người hâm mộ khắp Việt Nam và Indonesia. Còn nói về Đạt Villa, anh chàng này sinh năm 1994 tại Hà Nội. Ban đầu anh là quản lý của một tiệm làm tóc, nhưng cái duyên đến trở thành idol giới TikTok lúc nào không hay. Đạt chia sẻ mình đến với TikTok một cách rất đơn giản. Ban đầu khi nền tảng này được chú ý vào năm 2020, Đạt cũng tập tành chơi thử, mục đích chỉ là cho vui, bởi vốn dĩ bản thân cũng đã có công ăn việc làm. Nhưng không ngờ được lên xu hướng và các bạn trẻ yêu thích đến như vậy. Không chỉ có khiếu nói chuyện hài hước, mà chàng trai Hà Nội này còn sở hữu vẻ ngoài sáng sủa, phong cách thời trang basic, nhưng không kém phần nổi bật. Theo nhận xét của những người xung quanh Đạt Villa, là người có tính cách hòa đồng, luôn là người khuấy động không gian mang đến tiếng cười cho người khác. Với sự nổi tiếng của mình, các câu chuyện đời tư của Đạt Villa cũng được người hâm mộ vô cùng quan tâm. Chưa kể chuyện tình yêu của anh và cô nàng TikToker người Indonesia còn khiến khán giả vô cùng thích thú chờ ngày thành đôi. Nếu các bạn là người đang rất đam mê phim ảnh và cần một nơi để cập nhật tin tức mỗi ngày thì Điện ảnh.net là nơi dành cho bạn.